xin chào mọi người, trinh rất vui được gặp lại mọi người trong kênh trinh trần cuộc sống ở đức. hôm nay thì trinh uh, thay đổi một cái không gian mới, uh, cái không gian mà trinh ngồi ở sofa chứ không phải là cái chỗ mọi khi trinh hay quay nữa. ở đây thì có mỗi cái đèn chùm bên trên thôi thì trinh không biết là nó có bị tối hay không ấy, thì mọi người xem được thông cảm nhá. hôm nay trinh muốn thay đổi một cái vị trí mới, uh, không gian mới. Hả? <laughs> nè. Ô, sao là. Alles good. Danke. Gerne. What is das? Kleine ghysheng. Kleine ghysheng? ồ. 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 Stefan tặng nó cho Trinh này cả nhà ơi. Mọi người có biết là món quà gì đây không ạ đây là một cái um, thật sự rất là bất ngờ luôn bởi vì đây là một cái món quà thật sự là một cái đồ mà trinh uh, rất là ao ước lâu lắm rồi khi mà làm youtube ấy thì uh, trinh cứ bảo là khi nào mà kênh kiếm được nhiều tiền đủ tiền ấy thì là trinh không cần phải nhiều tiền mà chỉ cần đủ tiền thôi thì trinh sẽ mua cái cái um, cái này đó là phụ kiện làm youtube Mọi người biết rồi đấy, khi mà làm Youtube á, thì cần rất nhiều phụ kiện luôn à, Mà đồ thì rất là đắt luôn đấy cả nhà à, Stefan, uh, Trinh rất là vui khi mà Stefan ủng hộ Trinh làm Youtube Thật ra thì không phải là anh ấy uh, muốn mà gây áp lực Hoặc là anh ấy uh, trông chờ gì mà để Trinh làm Youtube để kiếm tiền đâu cả nhà Đấy là sự thật Mà anh ấy biết rằng là Trinh làm Youtube là để... Um, Giống như một cái niềm vui uh, cho Trinh vậy Đó, thì anh ấy biết rằng là ở đây thì Trinh cũng không có bạn bè gì Rất là ít người thân luôn Cho nên là rất là buồn Cho nên là cái niềm vui duy nhất đó là làm Youtube Anh ấy rất là ủng hộ Trinh Và đa số những cái mà đồ và dụng cụ làm Youtube ấy Là đều, của Trinh đều là do anh ấy uh, Mua cho, uh, mua tặng hết uh, Ví dụ như camera Rồi mấy cái camera luôn Rồi gimbal, rồi chân đế Rồi tay cầm rồi rất nhiều thứ luôn đèn đóm các rất là tốn kém luôn và lần này đây là một cái món quà rất là lớn trinh đã ấp ủ rất là lâu rồi và hôm trước thì trinh chỉ nói rằng ôi giá nhưng mà em mua được một cái một cái gọi là cái flycam đó là cái camera mà bay được trên cao ấy đó bay được trên trời ấy thì là thật là tuyệt vời trinh <laughs> mới nói thế thôi thì ngày hôm nay anh đã tặng trinh cái món quà này trình rất là phải nói rất là xúc động cả nhà bởi vì uh, uh, có rất là nhiều người nói trinh mắng trinh rằng là lấy chồng già khổ lắm thật ra rằng là mỗi một cuộc uh, mỗi một người có một cái cuộc sống riêng mà uh, chồng trinh thì hơn trinh hơn 10 tuổi thôi uh, cũng đâu có già lắm cũng là bình thường chẳng qua là người nước ngoài thì họ uh, nhìn họ to xác hơn người Việt Nam ví dụ như kể cả là ở với uh, bản thân trinh ấy thì được cái là may mắn đó là người nhỏ con nó trẻ hơi hơi lâu một chút nhưng bây giờ cũng già rồi <laughs> nhưng mà ví dụ như là với cái người nước ngoài ấy, thì khi mà trinh uh, muốn chia sẻ một chút xíu thôi đó là đối với người nước ngoài thì trẻ khi mà còn trẻ con nha thì là rất là nhìn rất là xinh xắn thế nhưng mà khi uh, nhìn xinh lắm như búp bê như thiên thần vậy đó nhưng mà khi họ lớn lên ấy, thì lại nhìn nhìn lại già dặn ví dụ như nhiều khi uh, những cái uh, người tây chẳng hạn 18 tuổi thôi nhưng mà nhìn họ như là hai mấy tuổi so với người Việt Nam ấy thì nhìn như thế thôi chứ thật ra thì bởi vì là họ trưởng thành họ lớn người họ to lớn hơn người Việt Nam thôi mà. Đấy là cái đặc điểm thế thôi Hôm nay Trinh rất là vui luôn Và cái phần quà này thì Trinh rất là ngạc nhiên Khi mà nhận được Tại vì cái số tiền mua cái này thì không hề nhỏ đó Hình như là nó rơi vào khoảng 480 euro Thì nó tương đương với khoảng Trinh không biết bao nhiêu tiền Nhưng mà nếu mà tính theo tiền Việt Trinh xem trước đây ấy, thì nó cũng rơi vào khoảng 14 triệu 14 triệu Việt Nam đồng Thì uh, còn anh ấy mua Lúc nãy mới hỏi thì anh ấy bảo là 100, 400, 480 euro thì Trinh không biết bây giờ là tính là bao nhiêu bây giờ Trinh không thể tính được. 14 triệu rưỡi cái này mua ở đây đấy. Đấy là cái um, uh, flycam flycam uh, Mavic Mini 2 này là 14 triệu rưỡi cả nhà cải là một cái gia tài luôn. Thật ra thì uh, trinh đến thời điểm này vẫn là uh, bỏ tiền ra làm youtube chứ không phải rằng là làm youtube kiếm tiền đâu cả nhà <laughs> thật sự là như vậy trời ơi nó vẫn còn uh, vẫn còn nguyên đai nguyên kiện chưa mở luôn bây giờ thì ở đây thì ngồi ở đây thì sẽ khi mà trinh mở nó sẽ không được rõ ấy. thì trinh sẽ ra bàn uh, để uh, quay và mở cái phần quà này mọi người cùng uh, mở cái phần quà này cùng với trinh nhá chào tạm biệt mọi người mình là trinh cả nhà nhớ bấm đăng ký để nhận được thông báo sớm nhất khi trinh ra video mới nha xin chào và hẹn gặp lại